xin chào cả nhà. Và ngày hôm nay Cát Tường đi đâu đây? Bây giờ là gần 7 giờ tối rồi, giờ ăn tối. Và lúc mà Tường ở bên đi du lịch bên Úc á, thì Tường thấy ở Việt Nam rần rần có một đứa em trong nhóm nhạc kịch Buffalo ngày xưa của Cát Tường mới mở một cái quán ăn. Mà dạo này thấy rần rần rất là nổi tiếng, nên hôm nay vừa về tới thì Tường đi qua đó Tường ăn thử để xem đó là bạn đó là ai và món gì. Thì mọi người hãy theo dõi nhé. Bây giờ Tường phải đi rước một đứa em gái nữa mới qua ăn cho nó xôm tụ. Hỏi ngộ. Bây giờ phải đi bộ quý vị ơi, quán không có đi xe hơi vô được. Mình phải đi bộ từ đường nào đi từ đi vô. Cái gì vậy? Là sao? Là giờ điện thoại để đâu? Ý là xong quay xong rồi chị hỏi ông tài xế điện thoại em để xe phải không ta? Rồi để tôi gọi cho. Đây rồi, tới rồi. Cà ri gà ta bến tre, Mr. Chen đây rồi. Chào ông chủ. Chào các em. Hôm nay tại tình cờ đi nên là không có ekip đi quay hùng hậu. Này bữa nay phải nhờ nhân viên quán quay giùm quá. Mà thấy là hôm nay hết ngày rồi. Hả? Hết ngày rồi chứ tình cờ như đây. Hết ngày rồi. Chứ bình thường là ba gì á. Nghe đồ mắc đắt lắm phải không? Mắc đắt lắm phải không? Quá trời ngon lành luôn. Có cách tay luôn kìa. Có cách tay ghé luôn. Cà ri gà, ủa sao có 50.000 vậy? Cà ri gà là gồm có thịt, huyết, khoai, cà ri lòng, gan, mề, huyết, khoai, chỗ gì vậy? Thịt đơn có 50.000 à. Cà ri đùi 60.000. Quay lại đi vậy luôn nha. Cà ri cánh 60.000. Tôi ăn cà ri cánh nha. Gồm có cặp cánh, huyết, khoai, bún, bánh mì. Tôi ăn bánh mì nha. Tôi ăn cà ri cánh, bánh mì 60.000. Cà ri gà đặc biệt là 80.000. Đặc biệt là có cái gì? Một gốc tư đùi, huyết, khoai, bún, bánh mì. Trời sao nhiều vậy? Xét ăn gia đình là một con gà. Xét ăn gia đình là gồm có một con gà, khoai, huyết, 5 phần bún, bánh mì 350k. Nếu như vậy nhà là nguyên con gà. Là nguyên con gà. Nếu nhà mình có tiệc có tùng hay là ăn uống bạn bè tụ họp như mọi lần mà nhà Tường mà nhậu rồi thì kia đó, thì mình không cần lục đục xuống bếp mần gà, nấu gà, mình có thể đặt ở đây một phần gà 350.000. Hẹn bữa nhậu tới tại Tư Gia Cát Tường sẽ có sẽ cà ri gà, cà ri. Rồi tới quán là mình phải qua cái muối ớt gây thương nhớ này. Nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn với cà ri thì rất là dính. Có cái gì anh nhờ này đặc biệt chấm mà gây thương nhớ. Dạ, chị cứ trải nghiệm ngon giúp em. Bí ẩn. Dạ cầm cái muối lên phân tích thử đi chị ơi. Có gì? Muối. Muối thì phải có muối. Mặn. Ủa thấy muối ớt. Có chi tí chắc có tí bột ngọt. À. Có gì đâu mà nó mang gây thương nhớ. Gây thương nhớ. Để dắt miếng chanh vô coi có gây thương nhớ. À ông chủ đó có chút bột ngọt là gây lú là gây thương nhớ. Đúng rồi đó. Cũng đúng. Rồi, giờ mình thêm xí ớt vô nữa. Chị đủ. Gọi gì vậy? Đầy đủ, đầy đủ. À, đầy đủ là đặc biệt đó. Ý là ăn 80, à, mà em không ăn bún nha. Hả? Em không ăn bún. Bánh mì mà. À bánh mì thôi à. Hồi nãy chị đọc là phần đặc biệt nó có bún. Nghĩa là ngoài cái thịt, huyết, gà, khoai ra, một là mình sẽ ăn mì, hai mình ăn bún, ba là ăn bánh mì. Chứ là một cái phần là có hết đầy đủ, hiểu không? Rồi. Còn cái phần bên gia đình á, 350 á, là có cho 5 phần ăn thì mình có quyền chọn. Ví dụ mình chọn 3 phần bánh mì, 2 phần bún vẫn được, hiểu không? Ok. Ok, bây giờ mình đợi nhé. Quên chấm chứ. Trời ơi, ông chủ bưng ra như vậy chắc là ăn ngon lắm đây. Đây là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay thôi nha quý vị. Khách đặc biệt được tiếp. Khách đặc biệt. Ê sao 60 với 80 không khác nhau gì trơn vậy? Em đang định nói luôn. Cái này có lòng nhiều hơn, cái này là cũng không có lòng. 60. Đó em thấy có mề kìa, có lòng kìa. Đâu, để tôi coi. Bên này 80. Em thấy có được trái tim. À lỡ dính cục mề hả? Vậy là quái cục mề rồi. Có mề, hai cái cánh nè. Vậy là quái đó chị. Có cục khoai nè, có cục huyết nè. Cái thơm nước dừa rồi đó. Ngon nha. Thử muối cây thương nhớ. Cái miệng tao review biết chứ. Béo nha. Ê, cái miệng chị lúc bị lay ông cái cương á. Cái thương nhớ là ông cái cương á. Đáng lẽ hôm nay bây giờ không tiết cương qua ăn mới đúng. Này là hai chị em bất chợt mà đi uống là hứng là hứng cái rủ nhau đi vậy đó. Đúng rồi. Ngon quá. Ngon nha. Béo nha.
nướng thì béo rồi đó. Chị thấy trong đây có gì lạ không? Đúng cho tay rồi. Nó có một cái gì lạ của cà ri không? Ủa này bỏ vô, giá bỏ vô. Đúng rồi, bỏ giá thì ok. Nhưng mà nhìn trong cái tô có gì lạ so với cà ri không? Có cái cục huyết thấy không? Ủa cà ri cũng có huyết mà. Huyết nhưng mà không phải bình thường gì. Ăn thử chị, ăn thử đi. Cái huyết này nó lỗ vậy thì ăn thử coi. Huyết nếp hả? Chồng cho dân gần điệu mà ăn vô lòng biết có gì chồng rồi. Nó dẻo dính của cái nếp. Trong đây thường ít ai nấu kiểu cà ri mà có huyết nếp đúng không? Ủa, đúng rồi. Nhưng mà anh này là ở đâu ra? Cái nếp này là từ đâu ra? Dạ em nhập từ Bến Tre lên hả? Không, nhưng mà ý là cái nguồn gốc. Nguồn gốc là miền Tây thôi. Miền Tây là đa phần người ta hay trộn huyết với nếp để làm ra cái đặc sản. Ủa, này tôi miền Tây cũng biết vụ này ta. Lần đầu tiên chị ăn huyết mà nếp vậy luôn á. Dạ. Ngon, dẻo thơm ngon. Để tôi coi sau khi tôi nhớ gì. Gà mềm. Nước cà ri mặc dù là cuối ngày nhưng mà vẫn vừa ăn. Nó không bị sắc hả? Không bị sắc. Có độ ngọt, có độ béo. Gà rất mềm nha. Gà nhập đâu? Gà nhập từ Bến Tre. Ngày nào cũng chở gà tươi lên. Bến Tre luôn. Bán hết trong ngày thôi. Bán nhưng mà cũng hơi cảnh nó vậy trong ngày thôi. Mà giờ đóng cửa chuẩn bị hết rồi. Ngon. Rất đắt. Đúng rồi, với tôi nhập ngon nha. Nó có cái gì đặc biệt không ta? Không biết nữa. Mà ai về ăn á là nhớ nha. Em có một khách vị khách á, 4 ngày ăn cà ri liên tục. Quay lại đây ăn, 4 ngày liên tục. Ủa, có gì chấm vậy? Em bỏ chắc gây nghiện. Ngon, rất khác. Ăn vừa mới xong một ly trà Mr. Chen. Rồi ông chủ cuối ngày bonus thêm, tặng thêm quán đãi một chén đồ lòng. Gà lòng mề tim, tôi ăn mề, Yến ăn tim. Em không ăn gan. Em đủ gan rồi. Đâu có gan. Nghĩ à. Này đâu có gan, cái này với mề thôi. Hôm nay chị từ mình ăn dùng bữa cảm thấy quá ngon, quá ngon. Tôi làm sạch tô rồi nha, con Yến chưa sạch tôi ăn quất ổn mì luôn trời. À chị cảm thấy cái giá này nó hợp lý không chị? Quá rẻ. Quá rẻ. Cái điều là nói chung là sẽ tiện lợi, bây giờ là thời buổi công nghệ, mình ở nhà khỏi có nắng nóng gì hết trơn á, sáng bút lại, chiều bút lại, trưa bút lại, bút ráp, ta ship tới nhà cho mình ăn. Còn nếu mà cả nhóm mình xung quanh đây thì ăn nó dễ, còn không là mình phải đi ráp tới, mình đi bộ vô hoặc đi Honda thì tiện, nhưng mà nếu mà lái xe hơi, Cát Tường vẫn tiện, tại vì Cát Tường là có tài xế, bỏ xuống là mình đi vô. Chứ nếu mà luôn kiếm chỗ đậu xe trong này nó hơi cực, mặc dù là ngay đây là cũng đậu được, nhưng mà mất công rồi lấn chiếm lòng lề đường rồi kia rất phiền. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta có thể ở nhà gọi điện thoại cho Mr. Chen để đặt online là Tường thấy là hợp lý nhất. Đúng không? Đúng không? Dạ. Em xin phép được đọc số điện thoại của em là 0936220080. Mọi người lưu ý cái số này nha, chứ gọi hotline cho Chen là Chen sẽ sắp xếp cho mọi người. Là gọi hotline là gặp ai? Gặp em. Gặp em luôn. Số của em mà. Trực tiếp gặp ông chủ luôn nha quý vị. Dạ. Đó, muốn dặn dò gì đó. Muối ớt tiêu rồi gây thương nhớ rồi mề lòng phổi gan phèo gì huyết. Nếp hay huyết thường là cái việc dặn dò với ông chủ nha. Ông chủ rất là tận tình. Ủa vậy dạo này buôn bán rồi còn là nhảy nhót vũ đạo gì nữa không? Dạ có, chứ ngoài này ra em mới vừa đạo diễn mới chung ngắn cho học sinh xong. Thì xong xong với cái này cũng cái nghề tay trái là cái nghề buôn bán, và cái này là một cái đam mê đối với em. Không, nhưng mà cái nghề này là nghề đam mê, mà nghề này mới là nghề chính đó. Chị quên. Có cái này mới giật được đạo nha. Có cái này là mới làm mới nuôi. Mới giật được cái kia. Mới nuôi nghệ thuật được, chứ không có tiền là đuối lắm à. Chị quên là dành nickname chính nấu đám hả? Ngày xưa Buffalo mình là chính nấu đám đó. Là trong nhóm là cái tụ lại là em là người bài ra sắt rau, sắt đồ, mua đạp đi chợ, mua cho cái má ăn. Cho nên là mỗi lần nghe em mở quán thì cũng đâu có ngạc nhiên đâu. Dạ. Hãy bình thường. Ok, tạm biệt. Đây quý vị hãy nhìn sau lưng tôi. Quý vị, đây đường Ngô Thời Nhiệm. Dính vô, dính vô. Ngô Thời Nhiệm. Chứ Thời Nhiệm nhưng mà phú nhuận nha. Phú nhuận nha, phú nhuận nha quý vị. Rồi, tiệm gà Mr. Chen, đó, gà cà ri đây, quẹo vô. Dạ bây giờ thì đã no say đi về nhà tập thể dục rồi đi ngủ đây. Bye bye, hẹn gặp lại. Hai bạn rất là dễ thương và đáng yêu. Mọi người nhớ đến ủng hộ nha. Bây giờ thì hai đứa em đi bộ ra đây. Tạm biệt, tạm biệt. Bye. 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 Hẹn gặp lại.
quá no quý vị ơi, ăn chi mà ăn quá vậy trời. Hôm qua thì đi cho mọi người đi ăn coi như là quán bình dân rồi ha, cà ri gà ha. Bữa nay sẽ dẫn mọi người vô nhà hàng sang trọng ở quận nhất, cũng toàn là bạn bè không tu, mà một đi du lịch, quay du lịch ẩm thực ở nước ngoài, còn không là về Việt Nam cũng lòng vòng có mấy quán bạn bè ăn ủng hộ. Hôm nay ra ủng hộ quán thằng em, hôm nay có hẹn gọi là Ngũ Long Công Chúa, năm bạn nữ học chung thời điện, học chung sinh viên trường điện ảnh, hẹn gặp nhau. Một bạn là hiện giờ làm công an ở trên Đắk Lắk Buôn Mê Thuột, hôm nay xuống chơi thăm con gái học trường cảnh sát ở đây, rồi mới rủ thêm chị lớp trưởng với thêm một đứa bạn nữa, bốn đứa bạn gái gặp nhau với bé cảnh sát con của bạn nữa, là 5 người, cho nên gọi là Ngũ Long Công Chúa. Hôm nay ăn uống gọi là ăn uống cái gì chứ không có nhậu nhẹt, nên là mà là 5 người phụ nữ đảm đang ăn uống no bụng rồi về. Đây là rau củ bào ngư, chắc tường đi đâu không có bào ngư hết trơn á, mực bò, còn tôm còn bò nữa, ăn hết kêu thêm. Và đây những bé này là con của bạn Tường đây, nhìn nó cái tự nhiên nhớ tụi mình hồi mới đi học ghê. Đây bạn tôi U50 hết trơn rồi nha quý vị, U50 hết rồi con ơi, con quay qua lại chứ để cái mặt cô nó xấu nè. Quá trời xinh. Diễn viên của anh chúng tôi làm rất nhiều nghề. Công an à, vậy bây giờ đây còn là làm gì vậy? Ốc dưới, chủ tiệm ốc dưới. Ai không biết là làm gì luôn, bảo ăn chơi. Chơi ăn, chơi, chơi ăn. Quá trời xinh luôn. Chúng tôi là phụ nữ thành đạt. Chỉ có một người là quyền lực, một người là gọi là quý bà ở nhà thôi. Còn hai con nhỏ này là chơi, là chơi, chơi, ăn chơi với lòng nhóc ngoài đường. Chia ra đôi bên đi, quá à. Nhưng chiều nay ê, tính ra nhà tôi xa chỗ này lắm luôn á, có cái gì vậy, ghế chưa kẹt kẹt. Tường là ở tuốt bên à, Tường tuốt ở bên Thống Nhất luôn á quý vị, Thống Nhất Gò Vấp, mà qua tới bên đây, đây là địa phận quận 10 á, là rất là xa, chạy nửa tiếng đồng hồ. Mà tự nhiên chiều nay thức dậy tập thể dục xong, tự nhiên nó thèm cái miếng cá hồi, nó thèm má hú luôn vậy đó. Tại vì mọi người thấy trong cái hành trình mà Tường đi Úc á, là sáng dậy toàn ăn sushi, nhưng thèm quý vị. Bắt đầu chạy gọi điện liền cho trợ lý, chạy qua bên đây quất dĩa cách bụng cá hồi cá trích, trời ơi nó quá trời đã luôn. Đâu giờ cái dĩa nè, bỏ bù tạt vô quất, trời ơi có bù tạt là đặc luôn. Đã xong lần đầu tiên suy nghĩ hoài, tôi đòi ăn mì u đông, trợ lý tôi cũng cho ăn, nói tập thể dục ăn mì u đông mập. Kêu lần đầu tiên kêu thử cái lẩu bò quý vị, lẩu bò ngon ngon dễ sao ngon luôn, cái thịt bò nó ngọt. Mình tôi quất hết một dĩa bò nhúng luôn nha quý vị. Đó, trợ lý tôi ăn với mì, còn tôi ăn dĩa bò. Cái bò mà nó ngọt thiệt là ngọt luôn, mà cái nước lẹ, cái nước chấm này nè, bỏ ớt vô chấm rất là đã. Ngon lắm. Cái nồi nước lèo á, ở thôi nè, tôi bưng ra một dĩa ha, là bắp nè, bắp rồi nấm, một dĩa bò lớn, nấm đủ thứ nấm luôn, cho nên là cái nước lèo nó rất là ngọt mà rẻ lắm. Như cái lẩu này có 239 gì vậy, không để ý giá nữa, nhưng mà dùng mấy cái lẩu này nha, ăn 4 người là ok. Ví dụ như mình vô đây mình kêu mấy cái sashimi rồi mình ăn xong rồi cuối cùng mình phải dằn bụng chứ thôi về nhà đói, mình ăn mấy kia không là mới ngon miệng thôi chứ nó chưa no. 4 người đi làm một dĩa gọi là sashimi bự như này ha, xong mà quất thêm một cái lẩu 4 người nữa là 3 cái, thêm một ly nước xương xa xương sáo nữa, thật tuyệt vời. Nhưng mà rất là ngon, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Còn chuyện này nữa kể mọi người nghe, bữa hôm á Tường ở bên Úc á, ngoài quách một tiền gọi điện, chị Tường ơi chị Tường đang đâu vậy, em gửi gà uống muối cho chị Tường ăn. Lúc đó chị Tường đang ở bên Úc, mà lúc đó Tường thấy là ở bên Việt Nam á, thấy rồi mấy nghệ sĩ mấy bạn bè của Tường á ăn gà ủ muối của Quách Ngọc Tuyên đăng lên quá trời luôn, mà mình thèm thiệt là thèm. Bữa nay vừa mới bước vô quán thôi,
không gặp ông chủ nha, gặp người nhà thôi, là không biết ở đâu ai điều khiển từ xa. Tôi đang ngồi ăn xong là đem con gà uống muối ra cho tôi liền, nhưng mà hỏi tôi có muốn chặt ra ăn liền không, nghĩ sao tôi ăn cái lẩu bò rồi bây giờ tôi ăn được con gà uống muối đó. Nhưng mà tôi cũng đã được sở hữu con gà uống muối của anh Vi Cá rồi nha quý vị. Thì Tường mới hỏi là cái này về là có nấu nướng chế biến gì không hay là ăn liền luôn. Thì nhân viên nói là này chặt ra là ăn liền luôn, hỏi Tường có muốn chặt ra ăn luôn không. Nhưng mà Tường nói không, bây giờ ăn cái lẩu bò phải ăn cho hết, cái này là mình sẽ bỏ vô tủ lạnh ngăn mát để mai mình chỉ cần lấy ra chặt ăn thôi. Mọi người theo dõi nha, ngày mai Tường sẽ review con gà ủ muối này sao. Bây giờ là đêm tối rồi, 8 giờ tối rồi, ăn ra lẩu bò thôi là ok. Với lại dạo này Tường ăn kiêng, tập thể dục sau khi đi Úc về lên ký. Con gà này là hình như mình bỏ ngăn đông, con này mình bỏ ngăn mát, ngày mai mình ăn thì bây giờ tối nay mình chỉ cần bỏ ngăn mát thôi. Gà ủ muối anh Vi Cá đó, chế biến cung cấp sỉ và lẻ. Ngày mai tôi sẽ review con này, mọi người tiếp tục theo dõi nha. Axit con gà là có luôn đồ cái gì đây, à có luôn muối tiêu, muối tiêu với trái dưa leo, muối tiêu, à không phải muối tiêu nha, cái này là muối dạng như là muối muối muối, không phải muối tiêu mà muối có chế biến sẵn rồi. Muối, trời mắt tôi yếu quá tôi không thấy được. Muối bào, muối gì vậy, đọc dùm chữ thôi. Muối gì? Muối gì Vi Cá? Muối gì? Mọi người đọc coi. Mắt Tường yếu quá Tường đọc. Gà ủ muối. Trời ơi. Trời ơi, gà ủ muối Vi Cá. À, tôi đọc chữ không có ra. Ngày mai tôi sẽ review con gà này cùng với các chiến hữu là sẽ nhâm nhi. Còn bữa nay là mình phải quất cho hết cái lẩu này cái đã. Lẩu rất là ngon quý vị ơi. Còn cái mì nha, tôi chưa có ăn mì nha quý vị. Nãy giờ tôi mới ăn bò với lại ăn nấm thôi. Nấm quá trời nè. Chứ tôi chưa có ăn mì nữa đó. Hình như nghe giọng ông chủ. Nghe giọng ai quen quen vậy ta? Ô ô. Ô ô. Ôi, ông chủ tới rồi quý vị ơi. Biết vậy tôi phải bận sa rê tới chụp hình với ông chủ cho nó đẹp. Hello. Tôi đang quay review nha. Vậy hả? Quay review rất chân thật là cái lẩu này hôm bữa giờ gà ủ muối của tôi. Ủ muối. Trời ơi. Tôi đang review nãy giờ nhưng mà bây giờ đâu có review ăn gà nổi. Nhân viên hỏi có chặt gà ăn luôn không, sao ăn nổi. Cái con gà này để về bỏ tủ lạnh nhà mơi review sao. Còn bây giờ là cái món lẩu tôi đang khen là rất là ngon, rất là ngọt. Cái nước á là rất là ngọt, ngọt giống là ngọt từ xương. Lẩu anh Vi Cá đúng không? Lẩu anh Vi Cá quá ngon, mà anh Vi Cá thì không biết có ngon không. Em đúng là không ngon. Rồi, ủa anh đâu tự nhiên nay qua đây? Nghe tin chị đây chạy qua. Thôi đừng có xạo. Thiệt mà, thề luôn á. Nói mọi người đang chờ em bên quán anh Thắng 95 bển đó. Vậy hả? Ừ, mai sinh nhật em mà. Ủa vậy hả? Ủa? Trùng hợp không? Happy birthday to you. Happy birthday. Chết mẹ bẳng gì to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sinh nhật thiệt đúng hả? Thiệt mà. Ồ, happy birthday nha. Không có gì tặng hết trơn. Ồ, nhưng mà sinh nhật em tự nhiên tình chị qua đây chị ăn chị review hộ em là quà sinh nhật rồi đúng không quý vị? Cái này tình cờ nha. Tôi mặc quần tà lõn, tôi mới tập thể dục xa tôi đi chứ tôi không biết sinh nhật. Ủa, sinh nhật là có đãi không? Không, em không có đãi gì hết á. Em ở dưới quê mới chạy lên. Chạy lên rồi anh Nguyên Khánh với Tân Trời rồi ngồi bên kia hú ra chơi. Rồi sao chưa qua? Em chỉ ra em chở qua chị trước. Ủa thì hello nhậu cưng. Thì nhậu đến khi nào cũng được mà. À ngồi đi cưng, trời ơi ngồi đi em. Ồ vậy là nay trùng hợp với tự nhiên một sự ngẫu nhiên trời. Tôi ở tốt ở bên Gò Vấp á, tự nhiên tập xong ra cái tự nhiên bụng thèm ăn sushi. Cái nói là sushi thì chỉ có chạy qua Bách Mục Tiêu thôi, chứ chạy qua ăn thôi chứ đâu biết nay sinh nhật gì đâu. Trùng hợp ghê. Không có bánh kem rồi. Cái lẩu ngon đúng không chị? Rất ngon luôn, rất là ngọt. Em thích là mấy cái rau. Thử không? Thú thử miếng nước không? Không, không ăn đâu. Thử ăn hoài. Ăn hoài thì chị mua quất hết dĩa bò luôn mà đều mì ăn hết. Ăn nhiêu đó thôi, đang review. Rất là ngon nhưng mà gà uống muối là chưa ăn thiệt. Mà về ăn. Mà về ăn. Bữa em nói, chị nói em nước ngoài về chị nói gọi em không gọi luôn. Quên, chị biết. Quên cái vụ gà uống muối nhưng mà vẫn nhớ tới đây ăn mà. Dạ. Có nghĩa là thèm sushi là sẽ tới đây thôi quý vị. Gà uống muối ngon em hứa luôn. Hứa luôn hả? Em đã test là ít nhất là 6 lần 7 lần. Lần đầu tiên biết cái vị là sao không? Giống như gà luộc.
nó không ổn, ổn cái này không ra thị trường được. Ra đủ muối là nó phải có cái, phải có cái sự mặn 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 mà nó có độ thấm, có độ dai nhưng mà nó không phải là dai lắm, có độ ngọt thơm, ngọt thịt, da giòn, đảm bảo chất lượng. Phải không? Nghe đó. Chụp tôi tấm hình với con gà uống muối coi. Thử uy tín. Thành chim mà chỉ với 1, 2 để nó có chị Cát Tường ở đây là lên đi em. À, có nghĩa là Cát Tường cũng là cái cớ để chị kêu Tiên lên đây đúng không chị? Hên quá. Chứ nếu không có Cát Tường quen ghé thằng chi? Em tính không lên thiệt luôn á. Chị Tường chúc cho là Quách Ngọc Tuyên là luôn luôn là được nhiều sức khỏe, nhiều cái ấp ủ, nhiều ước mơ gì á là cũng sẽ thành hiện thực hết. Riêng cái là sushi anh vi cá nè, cũng như là gà ủ muối anh vi cá nè, càng ngày càng phát triển thắng lợi nè, sẽ có thêm nhiều chi nhánh trong và ngoài nước nè. Rồi chúc cho hai vợ chồng là luôn luôn xinh đẹp. Ê, cái vụ cá tháng 4 hôm qua là giỡn phải không? Giỡn đó. Thiệt hả? Ở tôi không nghe, tôi nghe đồn sắp sắp có bầu gương vi cá gì nữa đây, tôi không biết, làm đứa nữa. Ok, mình đang thắng lợi, mình cứ tiến lên, có thiệt hay không thiệt gì cũng được hết trơn á. Tuổi trẻ tài cao mà. Cảm ơn chị Tường rất nhiều. Thôi sẵn đây là sẵn là sinh nhật của em thì chúc chị Tường luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, công việc ngày càng thăng tiến, chị em mình có nhiều dự án làm chung nữa. Ok, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn khán giả rất nhiều, cảm ơn tất cả anh chị em nhân viên của sushi đi cá, của gà muối đi cá, thực sự là bất ngờ, dễ thương dữ luôn á. Thôi thổi đều đây là cây nó lụng. Lụng rồi. Rồi, chụp mấy tấm hình đi. Về ra tới rồi cửa rồi mà còn được tặng thêm quà nữa. Hôm nay đi ăn có lời quá, biết chọn lựa ngày ghê. Chân gà sốt Thái, gà ủ muối rồi, cái này là vẫn bỏ tủ lạnh mai ăn được phải không? Ok, tại vì bây giờ no lắm rồi, ăn cái lẩu sabu rất ngon và rất no. Đi quà đem về là một con gà ủ muối và bây giờ là thêm một cái ủ gà sốt Thái. Như vậy là vô tình là ép tôi ngày mai phải nhậu rồi, thấy không? Tôi đã nói tôi bỏ nhậu rồi mà cứ tặng ba cái đồ nhậu không mà làm sao. Bây giờ về thôi. Về hỉ, đủ rồi, đủ hả? Đủ xã hội rồi, về thôi. Chứ sao giờ? Còn đang chờ gì nữa? Cảm ơn ông chủ rất là nhiều. Mình cái đừng bị ướt, anh này hơi ướt. Cảm ơn ông chủ rất là nhiều, hẹn ngày tái hạn. Chúc đi nhậu vui vẻ. Hôm nào rảnh alo chị okay, mình gặp nhau. Ok, đi về, thank you. Nó mới đi Úc về vui quá trời, có thăm con gái rồi. Đã quá, đã quá, có quà về, bye chị, bye cả nhà. Cảm ơn chị, bye cả nhà nha. Dạ. Bye bye. Đó, địa chỉ 17 Tô Hiến Thành. 17 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy ủng hộ cho sushi anh đi cá và gà ủ muối anh đi cá. Hấp dẫn chưa quý vị? Còn quay nữa hả? Còn quay, phải bao, phải bao, tới 2 phút.